Bắt đầu. Dân số của Ả Rập Xê Út đang gia tăng, từ 33 triệu hiện nay đến năm 2030 có thể lên tới 50 đến 55 triệu. Vì vậy, đến 2030, chúng tôi sẽ đạt ngưỡng tối đa về cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út. Đây là bài toán quan trọng hiện nay và chúng tôi cần tạo ra những thành phố mới. Rất nhiều người bàn luận về khả năng thực hiện các dự án tại Ả Rập Xê Út rằng nó quá viển vông. Họ cứ việc nói về điều đó, còn chúng tôi sẽ chứng minh họ sai. Vì vậy, khi chúng tôi có được mặt bằng để xây dựng khu định cư cho 10 triệu người, khi đó lại phải tính toán, suy nghĩ lại từ đầu. Chúng tôi đã bàn về rất nhiều ý tưởng. Tại sao chúng ta không thể xây dựng một vòng tròn? Và chúng tôi bắt đầu kết nối nó với khả năng di chuyển, như tàu hỏa chẳng hạn. Và sau đó, bắt đầu xây dựng nó dần dần đến khi hoàn thành, đủ cho 10 triệu người. Chúng tôi phải động não, chúng tôi có đội ngũ làm việc. Chúng tôi đã tổ chức những cuộc thi với những nhà thiết kế giỏi nhất trên toàn hành tinh. Họ đã đưa ra cho chúng tôi phương án các thành phố dựa trên các phương pháp hiện có, trong đó có một giải pháp tốt hơn cả. Và họ nói, hãy biến nó từ một vòng tròn trở thành đường thẳng. Phía tây bắc của Ả Rập Xê Út rất hoang sơ, hầu hết nó có sự pha trộn, xen kẽ, núi, thung lũng, ốc đảo, cồn cát, các bãi biển, đảo, các dạng san hô, từ nơi trượt tuyết đến nơi lặn. Nơi đó là như vậy. Khi họ trình bày về dơ lai và biến từ hình tròn thành một đường thẳng, nó có bề rộng tầm 2 km. Vấn đề của tôi là ý tưởng cơ sở hạ tầng là tốt, nhưng khi bạn vào nơi có chiều rộng 2 km, bạn sẽ không cảm nhận được nó. Tôi đã nói với nhóm thiết kế, sẽ thế nào nếu bỏ đi thiết kế 2 km đó và xoay, biến nó thành 2 tòa tháp, chạy dọc dơ lai, như vậy có ổn không? Nó sẽ là một khối khổng lồ. Bạn biết đấy, khi nói đến bất kỳ thành phố mới nào, tất cả các thành phố hiện nay, ở đó đều phải đối diện với các vấn đề, tìm giải pháp, các vấn đề, tìm giải pháp, mô hình hiện tại của chúng, dựa trên việc tìm giải pháp cho các vấn đề, bởi từ lâu nó đã được mặc định như vậy. Nếu nó bị mắc kẹt như thế, thì bạn có thể thiết kế một cái gì đó như thế này. Kỹ sư hay một nhà thiết kế là không đủ, nó không có nghệ thuật. Tôi không muốn tạo ra một thành phố như vậy. Cả thành phố phải như một tác phẩm nghệ thuật. Bạn có các mô hình, bây giờ hãy làm việc dựa vào đó. Nó rất khả thi, và ý tưởng đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nó quá đồ sộ, nó rất lớn. Ước gì tôi có thể diễn tả được nó theo cách đơn giản hơn. Dự án này sẽ kiếm được tiền. Dự án này đáp ứng được nhu cầu mà chúng tôi giả định tính toán cho Ả Rập. Và đó là thứ tạo ra cách thức mới trong xây dựng thành phố, một cách sống mới. Tất cả các thành phố đều gặp phải vấn đề và giải pháp cho các vấn đề xe cộ. Tôi có một người bạn đã chuyển đến Mỹ sinh sống, đến Miami. Ở đó, khi bạn ra khỏi văn phòng, bạn sẽ được nghỉ ngơi. Ngay sau đó, bạn sẽ giải trí, thưởng thức văn hóa, thể thao, mua sắm. Mỗi ngày, bạn phải thật hứng khởi cho đến khi kết thúc công việc và tận hưởng nó trong neon. Vì vậy, chúng tôi đang cạnh tranh với Miami trong vấn đề này. Chúng tôi nghĩ tới cơ hội của chúng tôi là gì. Chúng tôi có tiền, có đất, chúng tôi có sự ổn định, chúng tôi có cơ sở hạ tầng tốt, chúng tôi là quốc gia G20, chúng tôi muốn tạo ra một nền văn minh mới cho ngày mai, và chúng ta cần khuyến khích các quốc gia khác tiếp tục làm những điều tương tự vì một hành tinh tốt đẹp hơn. Khi chúng ta tập hợp tất cả các mảnh ghép lại với nhau, sẽ không thể tưởng tượng được kết quả như thế nào. Đó sẽ là sự sáng tạo của con người, của tất cả chúng ta trên địa cầu này. Tại Neo, tôi xin hứa rằng nó sẽ là một nơi thực sự mới và sáng tạo. Nhưng đó là gì? Không biết được. Rồi chúng ta sẽ thấy.